Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương, hotline 0855 966 966. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc Hyundai Tucson nhập khẩu nguyên chiếc năm 2011, màu lông chuột. Xe được trang bị động cơ 2.0, 2 cầu, máy xăng. Hiện nay đang được chào bán với giá là 525 triệu đồng. 525 triệu đồng cho một chiếc Hyundai Tucson nhập khẩu nguyên chiếc năm 2011, máy xăng 2 cầu, động cơ 2.0 AT. Dũng Audi ô tô của Hải Dương đang chào bán chiếc xe này với giá 525 triệu đồng. Quý vị xem xe liên hệ trực tiếp Dũng Audi hotline, số điện thoại hotline của Dũng Audi trực tiếp ạ, 0855 966 966. Quý vị có muốn có thắc mắc hay là giải đáp về chiếc xe này thì quý vị cứ alo trực tiếp cho số 0855 966 966. Dũng Audi sẽ trực tiếp tư vấn, giải đáp mọi cái thắc mắc của quý vị. Chiếc xe này là nhập khẩu nguyên chiếc năm 2011, được trang bị những trang bị của nó gồm có những thứ như sau. Thứ nhất là 4 la răng đúc và phanh ABS. Đây ạ. Đây là la răng đúc, phanh ABS 4 cái. Rồi gương chỉnh điện, xi nhan trên gương. Đây xi nhan trên gương đây ạ. Xi nhan trên gương, xe 5 chỗ ngồi, xi nhan trên gương. 4 la răng đúc, phanh ABS. Động cơ 2.0, máy xăng 2 cầu. Nhập khẩu nguyên chiếc năm 2011 và hiện nay đang được chào bán với giá là 525 triệu đồng. Về cái nội thất của chiếc xe thì thứ nhất là xe được trang bị gương kính chỉnh điện và cụp điện. Vô lăng tích hợp bàn phím. Để start top. Điều hòa tự động. Màn hình camera lùi đầy đủ. Ghế chỉnh điện. Xe đây, xe được trang bị hai cầu điện, có nút tắt cầu đây. Quý vị có thể để một cầu, chế độ một cầu và chế độ hai cầu. Xe được trang bị thêm hai cửa sổ nóc. Đây ạ, hai cửa sổ nóc quý vị nhé. Đấy là những cái tính năng cơ bản nhất của chiếc xe. Xe trang bị 5 chỗ ngồi, hai cửa sổ nóc, gương kính chỉnh điện, cụp điện, hai cầu điện, vô lăng tích hợp bàn phím, đề sát tốt, điều hòa tự động, màn hình camera lùi, đầu DVD, ghế chỉnh điện. Đấy là những cái mà được trang bị ở trên chiếc xe này. Bây giờ quý vị hãy cùng với cả Dũng Audi kiểm tra về kỹ thuật an toàn của chiếc xe, cũng như là xem là xe có bị đâm đụng ngập nước gì không. Thì đầu tiên, đây là chỉ của keo chỉ của cánh bên phụ. Quý vị có thể nhìn thấy đây, chỉ còn nguyên ạ. Đây là quý vị có thể nhìn thấy chỉ còn nguyên hết. Đây là dán một cái gọi là chống ồn, cao su chống ồn, không ảnh hưởng đến chỉ ở bên trong. Đây chỉ còn nguyên, chỉ xịn đây quý vị nhé. Đây, còn về cánh đằng sau bên phụ, đây ạ, chỉ còn nguyên đây ạ. Quý vị có thể nhìn thấy cùng với Dũng Audi kiểm tra luôn, thực tế luôn, là chỉ còn nguyên, keo chỉ còn nguyên. Đấy là về phần cánh bên phụ, hai cánh bên phụ. Bây giờ tiếp theo về phần cốp, về phần đuôi xe đây. Đinh tán còn nguyên quý vị nhé. Đây, đinh tán bên phụ còn nguyên ạ. Gân gờ còn nguyên luôn. Đây là cái gờ, nó có một cái gờ này. Nếu như mà bị đâm đụng rồi thì chắc chắn là nó sẽ bị móp méo và không tài nào nắn lại được như thế này. Đấy, đây là gân gờ cũng như là đinh tán của bên lái. Ok, còn nguyên. Ốc của cốp đít còn nguyên, chưa mở. Chỉ của cốp đây, quý vị có thể nhìn thấy đây. Chỉ của cốp còn nguyên, chỉ cốp còn nguyên hết nhé. Chỉ của cốp còn nguyên hết ạ. Nó hơi ngược sáng quý vị, hơi khó xem một chút, nhưng mà mình xem thực tế đây là còn nguyên hết, chỉ cốp còn nguyên. Vậy là phía bên phụ cũng như là cốp đít là nguyên, zin hết. Mình kiểm tra đây. Đây là lốp dự phòng. Đây là lốp dự phòng của chiếc xe. Đây là tay quay mở lốp dự phòng, cũng như là đây là kích lốp. Rồi là xe đã được dán chống ồn 3M.
cho nên là cũng sẽ hạn chế được rất nhiều tiếng ồn từ lốp đưa lên, từ tiếng ồn từ lốp rồi truyền qua trục động cửa, trục chuyển động rồi lên thân vỏ vào trong buồng lái. Nhưng mà đã được dán chống ồn rồi thì cũng sẽ hạn chế được cái tiếng lốp lên rất là nhiều, xe đi rất là chắc. Đây, tiếp theo đây là, đây là chỉ của cánh sau bên lái. Chỉ của cánh sau bên lái thì xin thưa cái quý vị luôn là chiếc xe này là, đây mình xem luôn, thì chiếc xe này là cánh sau bên lái như mình nhìn thấy đây, là chiếc xe này đã bị mất và chạy lại chỉ, đã mất và chạy lại chỉ từ đây, toàn bộ cái cánh lái xuống đến đây ạ, xuống đến đây ạ, đây tức là chỉ cánh sau bên lái mất. Đây mình đo nhé, từ chỗ này ạ, bắt đầu từ chỗ này là mất chỉ, bắt đầu từ chỗ này mất chỉ và chạy lại chỉ rồi, 1, 2, 3, 33 gang, tức là khoảng độ 60 phân từ ở đây và xuống đến đây. Tức là 60 phân này thì cũng rất là dễ hiểu thôi, cũng có thể là mở cửa va vào bờ tường, mở cửa va vào bờ tường hoặc là mở cửa mà va vào cái gì đấy thì là đã làm lại cánh, đã làm lại từ cánh sau. Cột thì còn nguyên quý vị nhá, mình cũng kiểm tra luôn vì nó mất chỉ cánh, vì nó mất chỉ cánh cho nên là mình cũng phải kiểm tra lại luôn cột xem là có bị vào đến cột không, đúng không? Bởi vì cột nó còn nguyên quý vị nhá, cột vẫn còn nguyên ạ, cột đây còn nguyên, cột còn nguyên thì đây mình đã kiểm tra cột rồi, đây mình đã vạch răng mình kiểm tra cột rồi, thì cột nó còn nguyên thì tức là về kết cấu xe không bị gì, chỉ có bị mũi cánh thôi, chỉ có bị mũi cánh thôi. Thì chỉ có bị mũi cánh thì mình cũng theo cái phán đoán của mình ấy thì là không phải là do xe bị đâm ở phần này, không phải là khi đóng cửa vào như thế này thì không phải là xe bị đâm ở đây, nếu mà đâm ở đây thì nó sẽ mất cái cột này luôn. Nhưng cột còn nguyên, tức là xe không việc gì cả, chỉ có cánh này thôi, có thể là do mở cánh va vào đâu đấy và đã làm lại một đoạn chỉ, mất 60 phân chỉ cánh sau bên phụ, cánh sau bên lái. Thì cái này có thể mở ra rồi, khi đây khi đóng vào này thì khi mở ra là đúng tầm đây, va đây, đúng tầm va luôn cái chỗ nhô dài nhất đây ạ. Đây mình giới thiệu với quý vị là mất từ đây xuống dưới đến lên đến ngang nửa, mất một nửa cánh thì không sao cả, cái này nó là bệnh ngoài da, không ảnh hưởng đến cột kèo, không ảnh hưởng cốt cấu xe. Có thể là đôi khi là mở ra mạnh cái là đập vào cái bờ tường, mình đỗ sát tường ở trong không biết, đẩy mở ra cái thì nó bị đập cái mép này vào, đập cái mép này vào thì làm lại mất 60 phân chỉ cánh đằng sau bên lái. Thế thôi, bây giờ sang đến chỉ của cánh bên lái, chỉ cánh bên lái thì còn nguyên nhé quý vị nhé. Vâng ạ, xe chỉ mất 60 phân chỉ của cánh sau bên lái, có thể là do là người ngồi bên trong vô ý là đỗ xe đỗ quá sát bờ tường và mở mạnh ra thì nó đập cái phần này và mất 60 phân chỉ này thôi. 60 phân chỉ làm rất đẹp, nhưng mà mình cũng nói rõ là xe làm rất đẹp, nhưng mình cũng phải nói rõ là không, người lại bảo là xe keo chỉ nguyên zin thì nó không phải, mất 60 phân chỉ ở cánh sau bên lái. Đây bây giờ mình kiểm tra tiếp cùng với quý vị cái phần cabo. Xe được trang bị hai ghế, hai cửa sổ nóc đây quý vị nhé, quý vị nhìn thấy đây rất là rộng rãi đẹp, nội thất rất đẹp luôn. Nội thất đây mình vừa quay vào khoang cốp rồi, còn đây là nội thất cái hàng ghế da phía sau, hàng ghế da phía sau còn nguyên rất đẹp, nguyên da xịn nha quý vị nhé. Đây là ghế lái và ghế phụ, ghế lái và ghế phụ cũng còn rất đẹp luôn ạ. Ok, ghế lái ghế phụ rất đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ cùng với các bạn đi kiểm tra khoang động cơ và đầu chiếc xe và khoang động cơ. Thì Dung Audi thì có xe có như nào tả thế, không bao giờ lừa bịp khách hàng, không bao giờ gian dối. Xe có lỗi thì bảo có lỗi, mà không có lỗi thì bảo không có lỗi, mà lỗi nhẹ thì bảo lỗi nhẹ, mà lỗi nặng thì bảo lỗi nặng, mà keo chỉ zin thì bảo keo chỉ zin, mà mất 20 phân thì bảo mất 20 phân, mà mất 10 phân thì nói rõ mất 10 phân, và cũng phân tích luôn là cái tình huống làm sao mà nó dẫn đến là bị như thế. Thì mình cũng phân tích luôn là cái cửa cánh sau bên lái của chiếc xe này thì có thể là do là vô tình đỗ sát bờ tường, xong rồi người ngồi trong không biết vô ý là mở ra quá mạnh đột ngột thì đập cái cánh cửa vào cái bờ tường đấy, thì nó phải sửa lại cái chỗ mép bên ngoài đấy thì mất 60 phân chỉ cánh là cánh phụ bên lái, à cánh đằng sau bên lái ạ. Thế còn về đầu chiếc xe thì như mình nhìn thấy đây,
thì là vẫn còn nguyên đầu. Đầu đinh tán và toàn bộ đầu vẫn còn nguyên. Phía bên phụ cũng còn nguyên. Phía bên lái cũng còn nguyên. Ốc cabo chưa mở. Đấy. Thế còn tiếp tục là khoang máy thì động cơ thì cũng khá là ok, khá là sạch sẽ. Chỉ có vết bụi của thời gian thôi. Đấy. Thì quý vị quan tâm thì alo trực tiếp cho Dung Audi hotline 0855 966 966. Đây, đây là khoang động cơ của chiếc xe. Mình kiểm tra về nói chung là chiếc xe này thì cũng khá là ok. Không zin 100%. Xe không được zin 100% nhưng mà nó chỉ là cái bệnh ngoài da thôi, không đáng kể, không vấn đề gì. Quý vị mua chiếc xe này thì cũng khá là yên tâm với mức giá là 525 triệu đồng quý vị nhé. Thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp cho Dung Audi hotline 0855 966 966 ạ, để biết thêm thông tin chi tiết về chiếc xe này. Chiếc xe này hiện nay Dung Audi đang chào bán với giá là 525 triệu đồng. Bây giờ quý vị hãy cùng Dung Audi chạy thử trải nghiệm chiếc xe trên. Chạy thử trải nghiệm chiếc xe này xem là nó hoạt động ra làm sao, có ổn định hay không, máy số thế nào. Thì đầu tiên là mình sẽ nhìn tổng thể cái nội thất của chiếc xe này thì tablo cũng còn khá đẹp, tabli cũng còn khá đẹp so với đời năm 2011, ghế da đẹp nguyên bản nhé bạn nhé, ghế da nguyên bản luôn. Còn bây giờ bắt đầu mình sẽ chạy thử xem. Ok, máy nổ rất là êm, máy nổ khá êm đấy quý vị ạ, máy khởi động và nổ khá êm. Tiếp theo là đồng hồ DOD, chiếc xe này hiện nay đang hiển thị là 10 vạn. DOD đang chạy 10 vạn tức là 9 năm rồi, xe chạy 9 năm rồi. Chạy 10 vạn một năm, chạy hơn 1 vạn một chút thôi. Tức là 10 vạn là ok. Thì đồng hồ cũng khá chuẩn. Khả năng là không tua mà đồng hồ sẽ là đồng hồ xịn, không bị tua. Đấy, bởi vì 1 năm đi hơn 1 vạn là một tầm 5, 1 năm ai đi ít thì tầm 1 vạn, ai đi nhiều tầm 2 vạn. Đấy là thì là thường thường xe ô tô đây, quý vị cũng đi ô tô thì quý vị biết, quý vị nào đi ít thì hết 1 vạn một năm, mà quý vị nào đi nhiều thì khoảng độ 2 vạn. Đây, máy thì nổ rất là êm nhá, máy đang nổ rất là êm. Màn hình thì rất là đẹp luôn, màn hình thì rất là sắc nét. Đây quý vị có thể nhìn thấy màn hình thì khá là sắc nét đấy. Màn hình đây mình tắt tiếng để mình nói. Nhưng mà màn hình thì đây quý vị nhìn thấy rất là sắc nét. Đấy, rất là đẹp luôn. Điện thoại còn bắt được cả ấy luôn. Điện thoại mình còn bắt được cả khuôn mặt ở trên đấy luôn. Thì như thế là khá là ok rồi. Thế còn đấy, đồng hồ DOD 10 vạn. Rồi, màn hình đẹp, máy nổ êm, điều hòa mát, khởi động rất là dễ dàng. Bây giờ mình sẽ trợ lực lái đây quý vị. Trợ lực lái rất là nhẹ nhé. Mình xoa một tay thoải mái luôn. Đấy là mình đang đỗ tại chỗ đấy bạn. Khi đỗ tại chỗ thì xe cái lực lái nó sẽ rất là nặng. Nó nặng hơn là khi đang xe đang di chuyển. Bởi vì là cái bánh nằm nguyên một chỗ và mình vần vô lăng để cho quay được bánh thì nó sẽ bị ghì lại bởi lốp. Còn mình lái đây, lái rất là nhẹ nhé, lái nhẹ, ok. Đây, bây giờ mình đi gầm bệ xem nào. Ok, mình đang chạy được bê tông rất là sắc. Quý vị có thể nhìn thấy độ lắc của xe thì biết đường bê tông và đang rất là sóc, nhưng mà chỉ có tiếng lốp thôi, mà tiếng lốp nghe rất là bé. Bởi vì sao? Chiếc xe này được dán chống ồn 3M, đã giống dán được dán chống ồn ở gầm rồi, toàn bộ gầm xe đã được dán chống ồn, cho nên nó giảm cái tiếng lốp vọng lên từ lốp qua cái trục chuyển động rồi lên thân vỏ chiếc xe và khoang lái vào trong khoang của chiếc xe thì nó đã được giảm đi rất là nhiều, đi xe rất là êm. Đấy. Và máy thì rất là bốc nhé, đạp nhẹ là thốc lên luôn. Đây, đạp nhẹ đấy, đạp nhẹ. Đấy, quý vị thấy đạp rất nhẹ cái là thốc lên luôn. Vòng tua hiện nay đồng hồ đang chỉ 60 km/h và vòng tua bây giờ còn là 1.500 vòng trên 1 phút. Vòng đây ạ,
đang mình đang đi đều chân ga, đang tăng tốc ạ, đang tăng tốc với vòng tua 1.500 vòng trên 1 phút và tốc độ là đang 60 km/h. Đường vòng cung đang ở trên một hệ thống đường vòng cung và cũng không được đẹp lắm, chỉ có tiếng lốp thôi, rất là ok, gầm bệ chắc chắn. Xe nó chỉ có một cái vài cái lỗi về chỉ không đáng kể, cái chỉ không sắt xi không việc gì, xương sẩu cột kèo còn nguyên, chỉ có mất vài chục phân keo chỉ, vài chục phân chỉ đấy là ở cánh thì không quan trọng. Xe cũ thì đi xây xác thì cũng chấp nhận được, chủ yếu là mua xe cũ mình thấy là đây là cái đường rất xấu quý vị nhá. Đường này là cái đường chuyên để mình chạy thử xe, gầm xe. Cái đường nó là ổ voi luôn ạ. Quý vị nào mà mua xe ở nhà mình thì sẽ biết. Ở mình có một cái cung đường là đúng là ổ voi luôn để chạy thử xe, xem là gầm bệ có chắc chắn hay không, có lọc sọc không. Chỉ có tiếng lốp thôi, và tiếng lốp rất là nhỏ. Thế mình nói tiếp là quý vị mua xe cũ thì quý vị không cần câu nệ quá về cái chiếc xe nó. Mình chỉ cần kiểm tra xem xe nó có bị đâm xô tai nạn vào đến xương sẩu sắt xi hay không, vào đến xương sẩu sắt xi hay không, nó ảnh hưởng đến kết cấu của xe hay không, máy có ngon hay không. Đấy, chứ còn đời sâu thì cũng không cần phải máy zin. Đời sâu thì máy zin thì cũng được, nhưng mà đôi khi là máy zin mà nó chưa làm, mình về mình lại phải bỏ tiền ra mình làm, thì chủ yếu là máy nổ có êm hay không, chạy có bốc hay không, số có ngọt ngào hay không, côn số có ngọt ngào hay không, chuyển số có đều hay không đối với xe số tự động. Đấy là những cái ấy mà quý vị cần xem. Rồi nội thất có sạch sẽ hay không, có cũ quá hay không, và nó có bị xước sát nhiều về cái nội thất hay không, đồ nhựa trong xe nó thế nào, nó có tươi hay là nó già. Đấy là cái mà mình khuyên chân tình cho quý vị đi mua xe cũ. Thì chiếc xe này mình chạy thử đây, thì mình đánh giá mình mới chạy lên tốc độ tầm 60, hơn 60, khoảng độ 70 km/h thôi. Vòng tua mới có lên đến 1.500. Lúc tăng tốc thì trước thì lên đến 2.000 rồi, nó chuyển số thì xuống 1.500. Thì khá là ok, gầm bệ chắc chắn, lái nhẹ, số chuyển đều, máy bốc, nội thất đẹp, sơn vỏ đẹp, chỉ có mất một chút 60 phân keo chỉ, gọi là mất một chút keo chỉ, mình cứ nói là keo chỉ zin khoảng 90%. Mình tính là keo chỉ còn zin 90%, còn mất 10% keo chỉ rồi, mất 10% chỉ. Không cột kèo còn nguyên, đầu răng sắt xi còn nguyên, không mất một cái gì. Cốp đít còn nguyên. Đấy là mình tả về theo mặt kỹ thuật về chiếc xe này. Quý vị muốn mua xe hãy liên hệ trực tiếp với Dung Audi qua số hotline, số điện thoại của Dung Audi là 0855 966 966. Quý vị cần giải đáp thông tin cũng như là cần thắc mắc hay là bất cứ một cái gì cần về thông tin về xe, cần về tư vấn, hay là cần về cái thông tin mua trả góp, hay bất cứ một cái gì mà quý vị liên quan đến ô tô. Có thể là quý vị không mua xe của Dũng Audi, nhưng quý vị thấy gần nhà có một người bán chiếc xe này, loại xe tên là gì, rồi đời và sản xuất năm bao nhiêu, rồi giá là bao nhiêu, thì quý vị muốn mua mà không còn đang đắn đo không biết là đắt hay rẻ và xe đấy như thế nào, thì quý vị có thể alo trực tiếp cho Dũng Audi. Hotline là số điện thoại của Dũng Audi là 0855 966 966. Dũng Audi sẽ tư vấn cho quý vị. Không nhất thiết phải mua xe của mình, mua xe của người khác mình vẫn có thể tư vấn bình thường, không vấn đề gì cả. Đấy là cái mình là người làm nghề, mình có muốn giúp đỡ quý vị làm sao mà mua được chiếc xe tốt nhất, giá thành phải chăng nhất. Mua xe rẻ thì đồ rẻ thì bao giờ cũng thế, rẻ thì cũng không được tốt, mình nói thẳng với nhau là như thế. Nhưng mà cái đồng tiền mình bỏ ra làm sao nó xứng đáng với cái xe mình mua về. Mình bỏ ra 400 thì mình phải mua được cái xe đáng giá 400. Mình mua xe bỏ ra 500 thì mình phải đáng giá cái xe của mình là 500. Mình bỏ ra 300 thì cái xe của mình đáng giá 300. Đừng bỏ ra 300 mà mua về cái xe đáng giá chỉ có 200 thôi. Đấy là cái mà Dũng Audi muốn gửi gắm tới quý vị, và muốn cùng với quý vị và giúp quý vị làm được điều đó. Quý vị nào mà chưa đăng ký kênh của Dũng Audi thì hãy bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh. Sau khi bấm vào nút đỏ thì nó hiện lên quả chuông, thì quý vị hãy bấm vào quả chuông đấy để nó hiện lên trên đầu quả chuông có hai cái dâu. Thì như vậy mỗi lần mình livestream báo giá trực tiếp toàn bộ bãi xe, hoặc là mỗi lần mình up một video clip mới về một chiếc xe nào đấy, thì quý vị sẽ là người đầu tiên nhanh nhất nhận được thông tin, nắm được thông tin về xe, giá xe. Thì để mà nếu như mà quý vị có nhu cầu đúng cái xe mà Dũng Audi đưa lên, thì quý vị sẽ là người đầu tiên nhận được thông tin, và cái cơ hội để sở hữu nó sẽ là nhiều hơn. Tránh cái trường hợp là rất nhiều quý vị xem phải lại những cái video cũ của Dũng Audi và hỏi những cái chiếc xe đấy, thì nó cách đấy vài hôm, một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng thì Dũng Audi bán mất rồi. Thì cũng là tránh cái trường hợp như vậy.
thì quý vị hãy đăng ký kênh, bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh, sau đó thì bấm vào quả chuông để nó hiện lên trên quả chuông, nó có hai cái dâu ở hai bên quả chuông, tức là cái như biểu tượng của chuông rung đấy, thì nó sẽ thông báo cho quý vị vào YouTube của quý vị, kênh YouTube của quý vị. Và quý vị cần giải đáp thông tin cũng như là tư vấn thì hãy alo cho Dũng Audi qua số điện thoại 0855 966 966 ạ. Còn về chiếc xe này với giá tiền chào bán là 525 triệu đồng, thương lượng trực tiếp khi xem xe đối với Dũng Audi là thương lượng trực tiếp khi xem xe. Và trước khi về xem xe, quý vị hãy alo 0855 966 966 để hỏi xem xe còn hay không. Và quý vị alo trước cho Dũng Audi từ khi ở nhà bắt đầu đi. Bắt đầu quý vị ở nhà đi, quý vị alo cho Dũng Audi thì Dũng Audi sẽ ở nhà và tiếp quý vị, tư vấn cho quý vị. Có thể quý vị không mua chiếc xe này, tư vấn cho quý vị mua chiếc xe khác, hoặc là giải đáp toàn bộ cái thông tin kỹ thuật một cách tận tình và nhiệt tình nhất, cũng như là với một tư cách là người am hiểu về xe, để tư vấn cho quý vị làm sao mua được chiếc xe hợp lý, chất lượng, giá cả phải chăng. Tiêu chí của Dũng Audi là pháp lý đảm bảo, chất lượng hàng đầu, giá cả cạnh tranh và uy tín tạo nên thành công. Đó là điều mà Dũng Audi muốn gửi gắm tới quý vị khách hàng. Thì quý vị khách hàng có thể alo trực tiếp Dũng Audi để được để Dũng Audi sẽ trực tiếp làm việc với quý vị và tư vấn cho quý vị. Quý vị cứ alo cho mình trước khi ở nhà đi, bảo alo 0855 966 966, bảo là tôi ở nhà đi đấy, tôi bắt đầu từ ở nhà từ chỗ Hà Nội hay là Hưng Yên hay là Quảng Ninh hay là Bắc Giang, Bắc Ninh hay là ở Lào Cai, Yên Bái, tôi bắt đầu đi về nhà anh thì anh chỉ đường cho tôi đấy, anh đón tôi anh đón tôi nhé, rồi là cứ về thành phố Hải Dương thì Dũng Audi sẽ đón quý vị. Quý vị cứ về thành phố Hải Dương thì Dũng Audi sẽ đón quý vị luôn, và sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý vị ạ. Vâng, xin chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi và đồng hành cùng Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương. Xin trân trọng và kính chào quý, cảm ơn và kính chào quý khách. Hẹn gặp lại quý khách ở video clip tiếp theo ạ. Xin chào quý vị các bạn.